Tại sao người Hoa ở Malaysia và Indonesia không thể hòa hợp với người dân địa phương như ở Việt Nam? Việt Nam Stronger xin chào các bạn! Các bạn thân mến, tính đến năm 2023, có đến hơn 28 triệu người gốc Trung Quốc, hay còn gọi là Hoa Kiều, đang sinh sống định cư tại khu vực Đông Nam Á. Mà các bạn biết rồi, người gốc Hoa sống ở đâu là ăn nên làm ra ở đó, trở thành nhóm người sản xuất ra nhiều của cải vật chất, làm giàu cho quốc gia. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Ở Đông Nam Á, mà nhất là Malaysia và Indonesia từ xưa nay, người gốc Hoa bị coi như cừu đen, bị phân biệt đối xử nặng nề, thậm chí là mấy tháng gần đây đã xảy ra liên tiếp những cuộc bạo loạn và biểu tình nhằm đuổi người Hoa ra khỏi lãnh thổ của đất nước. Dường như giữa những người gốc Hoa và người bản địa không thể nào tìm được tiếng nói chung. Thế mà kỳ lạ làm sao, ở Việt Nam ta cũng có người gốc Hoa sinh sống, nhưng dường như cuộc sống yên bình, công bằng, bình đẳng và chưa bao giờ có ai đòi đuổi người Hoa làm gì. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về vấn đề này trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Malaysia để tìm hiểu về vấn nạn phân biệt đối xử người gốc Hoa tại đây. Người Malaysia gốc Hoa là một trong những cộng đồng người Hoa hải ngoại lớn nhất thế giới. Tại Malaysia, họ thường được gọi đơn giản là người Hoa và là dân tộc lớn thứ hai tại quốc gia này sau người Mã Lai chiếm đa số. Theo thống kê, có khoảng 6.960.000 người Malaysia gốc Hoa. Con số là không hề nhỏ, nhưng cuộc sống của người Hoa ở Malaysia chẳng khác gì là ăn nhờ ở đâu. Báo Malaysia cho biết, ngày nay vẫn còn tình trạng rất ít trường công ở Malaysia mở cửa tiếp nhận sinh viên gốc Hoa, trong khi là người Hoa chiếm tới 26% dân số đất nước. Nói chung thì các trường đại học phải xì chỗ cho dân bản địa, mặc dù là điểm của họ thường thấp hơn. Mỗi năm ở mỗi trường học đều có vài trăm học sinh Hoa Kiều xuất sắc, nhưng họ lại bị ban giám hiệu các trường đại học từ chối. Trong khi 10.000 chỗ dành cho người Malaysia vẫn bị bỏ trống vì thí sinh không đủ điểm. Người gốc Hoa sống hoàn toàn tách biệt với người bản địa dù họ đang ở trên đất nước Malaysia. Khác với người Hoa ở Malaysia, hiện chỉ có 2,8 triệu người Trung Quốc ở Indonesia trong tổng số 255 triệu người dân cả nước. Vì vậy thì họ được coi là một thiểu số rất nhỏ, nhưng tình hình cũng chẳng khởi sắc hơn là bao, vì ở Indo, người Hoa thậm chí bị coi như là tội đồ. Từ năm 2019, tức là cách đây khoảng 4 năm cho đến nay, ở thủ đô của Indonesia đã diễn ra hàng loạt những cuộc biểu tình khó tin của người Indo nhắm vào người Trung Quốc đang sinh sống trên đất nước họ. Người Indo cho rằng thì người Hoa đang xâm chiếm đất nước bằng nhiều hình thức, lừa đảo, bạo lực, chiếm lĩnh kinh tế, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người Indo. Chẳng hạn như trước đó vài năm, khi một thị trưởng của Indo mới nhận chức bị phát hiện là Hoa Kiều, người Indo đã không tha thứ mà gây chuyện và đập phá khắp nơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao người gốc Hoa lại bị kỳ thị ở Indonesia và Malaysia? Có thể giải thích như thế này, đó là vì chính phủ các nước Đông Nam Á như là Malaysia và Indonesia coi những chính sách phân biệt này là cần thiết và tích cực, có tác dụng hỗ trợ dân bản địa trước sức mạnh kinh tế của người Hoa. Lý do là bởi Hoa Kiều là tầng lớp thương nhân làm ăn rất thành công ở Đông Nam Á. Nói chung, xã hội Đông Nam Á có một bản khế ước không thành văn. Theo đó thì Hoa Kiều phải hy sinh những quyền lợi nhất định để được chấp nhận là công dân tại đất nước mà mình cư ngụ. Tuy nhiên thì câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với quê hương Việt Nam và mình chắc chắn là các bạn sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Ở Việt Nam, có một dân tộc anh em tên là dân tộc Hoa. Tuy ban đầu thì họ sang Việt Nam nhằm mục đích bành trướng, nhưng từ khi ăn đời ở kiếp tại Việt Nam, họ đã yêu thương chính mảnh đất này. Nói có sách, mách có chứng. Mới đây thì mình đã đọc được một lá thư đặc biệt do một người Hoa đăng tải gửi đến người Việt và người Hoa ở Việt Nam. Một lá thư rất xúc động. Bây giờ thì mình sẽ đọc lại lá thư này nhé. Kính gửi quý báo, kính nhờ quý báo truyền đăng đôi dòng tâm sự của tôi, một người Việt gốc Hoa đến đồng bào người Việt gốc Việt và người Việt gốc Hoa khác. Trước hết, xin đừng gọi chúng tôi là người Trung Quốc. Tôi rất buồn khi đọc một số bài báo có cách gọi nhầm lẫn người Việt gốc Hoa là người Trung Quốc. Cũng như bao nhiêu người gốc Hoa ở các quốc gia khác, tổ tiên chúng tôi đã di cư bao nhiêu đời. Nhiều người không nhớ nổi quê quán tổ tiên ở nơi nào bên Trung Quốc. Người Trung Quốc vẫn gọi chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi vẫn tự nhận mình là người Việt Nam khi giao tiếp với người Trung Quốc. Chúng tôi sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng, trưởng thành và thành đạt trên mảnh đất Việt Nam này. Chúng tôi cũng mang tình yêu quê hương nồng nàn như bao người Việt Nam khác. Đến khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào xâm phạm lãnh hải Việt Nam, chúng tôi vẫn hòa mình vào dòng cảm xúc Việt để đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ. Chúng tôi mong muốn được tham gia, góp sức hết mình vào công cuộc bảo vệ quê hương, chủ quyền biển đảo và bổn phận công dân khi tổ quốc lâm nguy của chúng tôi cần được nhìn nhận một cách tự nhiên, bình thường như bao người Việt Nam khác đã làm. Chúng tôi chỉ có một quê hương là Việt Nam. Đó là toàn bộ lá thư của một người Việt gốc Hoa đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đọc đến đâu mình nổi da gà đến đó các bạn ạ. Lời lẽ trong bức thư tuy mộc mạc, không mang một màu mè chính trị nhưng cực kỳ hay. Trong khi người Hoa ở khắp nơi trên thế giới vẫn xưng họ là người Hoa, gốc gác Trung Quốc. Trong thâm tâm họ, Trung Quốc vẫn là một nơi trở về. Tuy nhiên, từ rất lâu rồi, người Hoa di cư sang Việt Nam thường tiếp thu văn hóa Việt và nhanh chóng hòa mình vào bản sắc Việt Nam. Trong quá trình sinh sống với người Việt, người Hoa còn có những đóng góp để làm nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Trong phong trào cách mạng những năm 1930 đến năm 1975 đã có không ít bà con người Hoa tham gia, có những đóng góp về sức người, sức của và công cuộc xây dựng đất nước, giữ nước Việt Nam. Đó dường như là điều mà cả thế giới hiếm nơi nào có được. Vậy các bạn có tự hỏi lý do là vì sao không? Tại sao người Hoa đã dễ dàng hòa nhập với người Việt Nam bản địa? Lý do thứ nhất đó là vì người Hoa ở Việt Nam số lượng không nhiều. Theo điều tra dân số chính thức của Chính phủ Việt Nam năm 2019, dân tộc Hoa có dân số 749.466 người, chỉ chiếm 0,78% dân số Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà người Hoa ở Việt Nam ít như vậy, đã có những giai đoạn mà người Hoa xâm nhập rất sâu vào Việt Nam. Đó là kết quả của sự bành trướng mà những nhà cầm quyền Trung Quốc mong muốn. Nhưng Việt Nam đã sớm nhận ra âm mưu đó và xử lý gọn gàng. Người xưa đến nay vẫn hay nói rằng đó là việc dẹp nạn Hoa Kiều. Vào thời điểm cuối năm 1974, nếu như ở miền Bắc Hoa Kiều không có vai trò đặc biệt gì trong kinh tế nhà nước, thì ở miền Nam họ gần như hoàn toàn kiểm soát giá cả thị trường. Kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa chất, dệt may, luyện kim, điện, chiếm 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu. Trong giai đoạn năm 1975 đến năm 1986, vì lo sợ người Hoa là một thế lực có ảnh hưởng đến tình hình chính trị, lúc này, Chính phủ Việt Nam đã thi hành nhiều chính sách hạn chế ảnh hưởng của người Hoa, đăng ký quốc tịch, tịch thu tài sản, quốc hữu hóa các doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa Kiều, số Hoa Kiều tại Việt Nam từ 1,8 triệu người năm 1975, giảm xuống còn 900.000 người năm 1989. Lý do thứ hai, đó là vì sự bao dung, chân thành cùng với cuộc sống ưu tiên sự tự do, hạnh phúc của người Việt. Từ năm 1989 mãi đến về sau khi dẹp nạn Hoa Kiều xong xuôi, Chính phủ Việt Nam đã giảm bớt sự kỳ thị đối với người Hoa, đồng thời thực hiện chính sách khoan hòa đối với họ. Sự bao dung và che chở của nước Việt Nam khiến người Hoa ngày nay dần quên mất gốc gác của họ. Hơn nữa, ở Việt Nam không thực thi tôn giáo bắt buộc như ở Malaysia và Indo. Ở hai quốc gia trên thì người Hoa phải theo đạo Hồi, còn ở Việt Nam thì không, bạn muốn theo tôn giáo nào cũng được, miễn đó là sự lựa chọn của bạn. Từ khi đến đây, người Hoa đã được cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam đón nhận chân tình. Bởi lẽ đại bộ phận người Hoa là những người lao động, là nông dân, thợ thủ công nghèo khổ, phải ly hương đi tìm đất sống. Người Việt Nam trong cuộc sống từng ngày không phân biệt đối xử, yêu thương chan hòa với tất cả mọi người. Vì lẽ đó mà người Hoa giờ đây không còn muốn về Trung Quốc, mà ngược lại, chỉ muốn được sống ở Việt Nam, thậm chí là có cho thêm tiền cũng không về. Nói tóm lại, người dân Việt hay người Việt gốc Hoa gì đi nữa thì cũng là dân Việt Nam, yêu hòa bình, yêu chính nghĩa, sẵn sàng đấu tranh, hy sinh cho Tổ quốc, cho hòa bình. Đã bao đời nay bà con chúng ta sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, xem như chung một dàn rồi. Trong hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã thể hiện sự bình đẳng của các dân tộc anh em. Vậy nên người Việt gốc Hoa cũng là người Việt. Hơn nữa, nghĩ rộng ra thế giới thì chúng ta chỉ lên án kẻ hiếu chiến, mang đầu thương cho người dân. Còn bạn là ai thì không quan trọng là người Việt, người Trung Quốc hay người Việt gốc Hoa. Chỉ cần bạn là người yêu chuộng hòa bình và công lý thì tất cả chúng ta là một gia đình. Và đó là quan điểm của kênh về vấn đề này. Còn các bạn có quan điểm ra sao thì hãy bình luận ngay bên dưới nhé. Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!